Tôi chỉ đưa đồng nghiệp về nhà, vừa vào phòng đã bị nhốt lại, còn lấy cả bùi nhúi sắt trà sát khắp người tôi, xong việc còn đứng đó hồi tưởng mãi. Nhanh vậy đã tắm xong rồi. Chỉ tắm rửa thôi mà, có thể tắm bao lâu chứ? Không đạt, tắm lại. Tôi tin cô mới lạ, tôi mệt rồi, muốn ngủ. Được rồi, móng vuốt lại mọc ra rồi. Mấy ngày nay hình như anh có thêm bạn mới nhỉ? Chỉ là đồng nghiệp thôi, chưa tính là bạn bè. Vậy sao? Tôi thấy dạo này công ty sắp sa thải người rồi. Anh thấy sao? Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, nếu bị tập đoàn Ước Hàn đuổi việc, sợ rằng sẽ không có công ty nào dám nhận nữa. Anh không muốn vì bản thân mà liên lụy đến người khác. Cô muốn thế nào? Rất đơn giản, đưa tay ra sau, xoay người lại. Lâm Phong im lặng xoay người, làm theo lời cô, đưa hai tay ra sau lưng. Cô làm gì vậy? Trong lòng anh tự rõ. Tôi rõ cái gì? Cô bị sao vậy? Tôi cho phép anh động vào phụ nữ khác à? Tôi động vào ai? Tôi chỉ uống rượu. Lời còn chưa dứt, trong đầu Lâm Phong hiện lên cảnh anh ôm Hạ Thanh Thanh bước vào khách sạn. Nhưng tôi động vào ai thì liên quan gì đến cô? Giỏi lắm, xem ra anh vẫn chưa nhận thức rõ thân phận của mình. Chu Lăng Xương từ trong ngăn kéo lấy ra bùi nhùi sắt. Bùi nhùi sắt cứng ngắc, từng chút một trả sát lên lòng bàn tay Lâm Phong. Lâm Phong bỗng chốc xoay người lại, nhân cơ hội lấy đi sợi dây thép trên nắp bồn cầu, giận dữ quát: cô bị điên rồi à? Tôi ôm ai thì liên quan gì đến cô? Lâm Phong lập tức giơ tay giữ chặt lấy vai Chu Lăng Xương. Trên mặt Chu Lăng Xương thoáng hiện vẻ bối rối, hình như không ngờ Lâm Phong lại có thể vùng vẫy. Cái đồ điên nhà cô! Lâm Phong bỗng cảm thấy dưới thân nhói đau, theo bản năng buông tay ra ôm lấy, nhưng ngay sau đó gáy anh bị một lực mạnh đánh tới, trước mắt tối sầm lại. Đừng động, tôi đang bôi thuốc cho anh đấy. Đau, đau là đúng rồi, mong anh nhớ kỹ bài học này. Ngoại trừ tôi ra, anh không được phép động vào bất kỳ ai. Lâm Phong tức giận định giơ tay đánh, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, cùng với cơn đau nhói ở lòng bàn tay, anh lại không sao nhấc nổi cánh tay lên. Nhưng miệng thì vẫn không chịu thua. Vậy sao cô không thử đừng giám sát tôi đi? Được. Chậc, lại lừa tôi nữa đúng không? Sau này đừng nói mấy lời lừa tôi như thế nữa, tốn thời gian. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh, từ ngày mai tôi sẽ cho họ rút hết. Có thật thế không? Chu Lăng Xương không đáp, dọn hộp thuốc xong liền rời đi. Trở về phòng, Chu Lăng Xương lại ngồi trên ghế sofa, nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm lúc nãy. Đó là cảm giác cô chưa từng trải qua bao giờ. Cô cũng không hiểu sao mình lại tốt tính như vậy, lại vô thức chạy đi bôi thuốc cho anh. Lúc tỉnh dậy, mở điện thoại ra, anh thấy một thông báo chặn tin nhắn từ số lạ đã bị chặn, là tin nhắn của Phương Tử Nguyệt gửi tới. Lâm Phong, anh có thể nghe em giải thích một chút được không? Anh đã chặn bạn bè của em hết rồi, em thêm anh cũng không được, gọi điện cũng không được. Em nhớ anh. Người phụ nữ này còn mặt mũi nào nữa mà còn muốn giải thích? Giải thích trong thời gian yêu đương với tôi, cô ta còn dây dưa không rõ với người đàn ông khác, cắm sừng tôi sao? Lâm Phong chẳng buồn quan tâm đến cô ta, dù sao cũng đã cho vào danh sách đen rồi, trực tiếp lờ đi. Trưa hôm sau, Lâm Phong vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ, liền nhìn thấy Hạ Thanh Thanh chân đi giày cao gót, khập khiễng đi về phía anh, như thể tìm được chỗ dựa vững chắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ tủi thân. Anh Lâm, anh có thể đưa em về nhà được không? Cô ấy chỉ vào bàn chân bị trẹo của mình. Lâm Phong lúc này mới để ý, giày cao gót ở chân cô ấy bị gãy gót. Chân em nhìn có vẻ bị bong gân rồi, phải đến bệnh viện thôi, để tôi gọi taxi giúp em nhé. Em không muốn đến bệnh viện. Hạ Thanh Thanh tỏ vẻ đáng thương, giống như một chú mèo con bị bỏ rơi, đôi mắt to long lanh bỗng chốc ngấn lệ. Lâm Phong thật sự không nói ra lời từ chối. Vậy em vịn vào tôi đưa em ra đón xe. Mắt Hạ Thanh Thanh sáng lên, cô vội vàng đưa tay, hai tay nắm chặt lấy tay áo anh. Hai người khập khiễng đi đến trạm xe buýt. Em đợi xe ở đây nhé, tôi về công ty trước. Anh Lâm, đã giúp thì giúp cho chốt đi, anh đưa em về nhà đi. 3 giờ chiều tôi còn phải đi làm. Lúc này Lâm Phong thực sự không muốn xen vào việc của người khác, cũng muốn nhân cơ hội này làm rõ mối quan hệ với Hạ Thanh Thanh. Kịp mà, chỗ em thuê ở ngay gần công ty, đi xe buýt 3 bến là tới. Vậy để tôi đưa em đến cửa nhà rồi quay lại. Cảm ơn anh Lâm, em biết anh tốt nhất mà. Lâm Phong cảm nhận được sự ôm chặt ở cánh tay, khóe miệng giật giật. May mà hôm qua Sở Linh Sương đã cho người rút khỏi việc giám sát anh, nếu không nhìn thấy cảnh này, không biết anh sẽ phải chịu đựng sự hành hạ gì nữa. Không lâu sau xe buýt đến, Lâm Phong dìu cô lên xe, tìm được hai chỗ ngồi liền nhau. Anh Lâm, sau này em có thể gọi anh là anh Phong được không? Không nói gì coi như anh đồng ý nhé. Anh Phong, lát nữa đến nhà em chơi nhé, để em tự tay nấu cơm bù đắp, cho khỏi mất thời gian ăn cơm của anh. Không cần đâu, sắp đến trạm rồi. Tôi đưa em về nhà rồi quay lại công ty vẫn kịp. Không được, hôm nay nhất định phải để em bù đắp cho anh. Lần trước anh đưa em đến khách sạn, em còn chưa cảm ơn anh mà. Lâm Phong biết hôm nay có nói gì cũng vô ích. Bữa cơm này coi như định rồi.